Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Thì trong tuần trước mình rất xin lỗi là mình có việc cá nhân, cho nên là mình đã không ra video nhận định thị trường trong cái tuần vừa qua được cho các bạn. Thì hy vọng các bạn đã theo dõi những cái video trước đó thì các bạn cũng có thể đưa ra được cái nhận định của cá nhân để có thể giao dịch theo cái xu hướng hiện tại của các cặp tiền cũng như các cặp tài sản mà chúng ta đang phân tích với nhau. Thì tuần này mình sẽ quay lại và chúng ta sẽ bắt đầu với cặp BTC như mọi khi. Thì đây là cái biểu đồ time frame ngày của đồ thị BTC. Thì như các bạn đã thấy, giá hiện tại đã phá qua được cái vùng key level quan trọng của cái time frame D1, là cái key level quan trọng của cái xu hướng giảm trước đó, mà giá đã xuống đến cái vùng giá 30.000, là cái key level quan trọng của khung tuần xu hướng tăng, và giá đã tích lũy tại đó và tăng lên trở lại. Hiện tại thì giá đã tiếp cận và phá qua cái key level giảm của time frame D1, có nghĩa là cái time frame D1 hiện tại xu hướng giảm đã kết thúc và xu hướng tăng tiếp tục. Và chúng ta bây giờ sẽ quên cái xu hướng giảm của time frame D1 đi, chúng ta sẽ tập trung vào cái xu hướng tăng của time frame D1 hiện tại và time frame H4 để chúng ta tiếp tục giao dịch và đi theo cái xu hướng tăng của BTC. Thì hiện tại là ở time frame ngày, chúng ta sẽ xác nhận có một cái vùng giá đỉnh tiếp theo, là cái đỉnh cao nhất lịch sử của BTC, chính là cái vùng giá 64.000 đến 65.000 này, và giá chưa chạm vào cái vùng giá này. Như vậy sơ bộ qua time frame này, chúng ta cũng có thể dự định trong tuần tới BTC xác suất rất cao sẽ tiến tới cái vùng giá 65.000 này, và chúng ta sẽ vào cái time frame nhỏ hơn để chúng ta tìm cái điểm của lệnh. Ok, trong cái tuần trước nữa thì mình nhận định là khi cái giá ở time frame H4 BTC tiếp cận đến cái key level của xu hướng hồi time frame H4, thì mình gợi ý các bạn là các bạn có thể là chờ giá hồi lại và chúng ta vẫn tiếp tục canh buy lên và TP gần ở cái vùng giá là 52.600, và xa nữa chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng giá sẽ tiến và tiếp cận đến cái vùng giá 58-59.000 này, là chính là cái vùng giá key level quan trọng của time frame ngày trước đó. Đấy, thì trong tuần trước thì sau đầu tuần giá không hồi xuống mà chỉ đi ngang sideways và tiếp tục phá qua key level tăng đến cái vùng giá 52.800 này, thì các bạn nào mà có thực hiện lệnh buy được thì các bạn có thể TP tại đây rồi. Và cái tuần vừa rồi là cái tuần mà mình không nhận định được, thì giá BTC đã tiếp tục tăng và chạm đến cái mức giá vùng key level quan trọng của time frame ngày, và hiện tại thì tại time frame H4 chúng ta nhìn thấy là giá đã phá qua và xu hướng của H4 vẫn là một xu hướng tăng, xu hướng D1 đã chuyển thành xu hướng tăng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ không để ý đến cái xu hướng giảm trước đó nữa, mà chúng ta sẽ tập trung vào cái xu hướng tăng hiện tại thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái cấu trúc của xu hướng tăng hiện tại, và chúng ta sẽ tìm cái điểm vào lệnh của cái time frame H4 này và xuống H1 để chúng ta định hướng xác suất rất cao trong tuần tới là BTC sẽ tiến đến cái vùng giá 64.000 này. Và giá hiện tại trong thời điểm mình làm video là khoảng 60.700 đô trên một BTC. Ở time frame H4 thì cái cấu trúc thị trường nó như này. Và tại xu hướng của H4 thì BTC đang là một xu hướng tăng, và xu hướng ngày cũng đã kết thúc xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng. Cho nên là chúng ta hiện tại chúng ta không nên canh bán, mà chúng ta chỉ tập trung canh buy thôi. Và trong thêm H4 này thì chúng ta nhìn thấy là giá hoàn toàn có thể hồi về cái đỉnh cũ. Cái đỉnh cũ của time frame H4 chính là cái vùng giá này, để chúng ta có thể canh buy lên. Nhưng vì cái vùng giá trước đó mà BTC phá qua, cái vùng giá 59.000 này chính là một cái key level quan trọng của time frame D1. Cho nên khi giá phá qua thì cái xác suất mà giá quay lại retest lại cái key level giảm trước đó của khung ngày và tiếp tục tăng cũng là một xác suất rất cao. Trong quá khứ mình đã quan sát và giao dịch, cho nên hoàn toàn chúng ta có thể xuống time frame H1, chúng ta tìm xem ở tại cái key level đó có cái cấu trúc của time frame H1 hay không. Ok, thì như các bạn đã thấy ở time frame H1 chúng ta đã có cấu trúc thị trường như này. Đây là cấu trúc của time frame H1, thị trường di chuyển như này, và cái key level quan trọng của time frame H1 chính là cái vùng giá này, cái vùng giá
58.930 này, thì mình gợi ý với các bạn hoàn toàn các bạn có thể thực hiện một lệnh canh buy ở cái vùng giá này, là cái vùng giá key level quan trọng của thang phim H1 trong xu hướng tăng, và đồng thời nó cũng là cái vùng giá key level quan trọng của thang phim D1, cái key level quan trọng của xu hướng giảm trước đó, giá phá qua thì xác suất cao là khi giá retest lại thì giá sẽ retest lại cái vùng giá này, và đồng thời nó cũng là cái key level quan trọng của cái thang phim H1, nên hoàn toàn là các bạn có thể canh buy tại cái vùng giá này. Và cái vùng giá đỉnh cũ của nó, của thang phim H1, cũng là cái vùng giá mà chúng ta có thể tham khảo. Thì vậy là chúng ta sẽ canh buy theo thang phim H4 là xu hướng tăng, và thang phim H1 vẫn là xu hướng tăng, và chúng ta có cái vùng giá canh buy chính là cái vùng giá 59.700 và đến 58.900 này. Thì hoàn toàn là các bạn có thể canh buy trong cái vùng giá này để chúng ta buy BTC và SL sau cái key level quan trọng của thang phim H1, và chúng ta sẽ xác suất chúng ta sẽ TP trong tuần tới. Nếu chúng ta TP ngắn, chúng ta sẽ TP BTC lên cái vùng giá 63.500 đô này, là một cái TP mình nghĩ là cái xác suất mà chúng ta đạt TP nó sẽ cao nhất có thể. Còn với cái BTC, đồng BTC ở cái góc nhìn tổng quan ở thang phim ngày, thì hiện tại là giá đã phá qua cái key level quan trọng của thang phim D1 ở cái vùng giá 59.000 này. Đấy, nhưng hiện tại nếu thời điểm này chúng ta kết luận rằng xu hướng của BTC tiếp tục uptrend mạnh, thì với cá nhân mình nghĩ là hơi sớm, cho nên hoàn toàn chúng ta vẫn phải đợi giá xác nhận. Khi nào giá phá qua được cái vùng đỉnh cao nhất, chính là cái vùng đỉnh ATH của cặp BTC, là cái vùng giá 65.000 này, 65.500 đô này, thì lúc đấy chính thức chúng ta có thể kết luận với nhau là tham phim D và cũng như là tham phim tuần tiếp diễn cái xu hướng tăng của BTC. Lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể xác nhận được là BTC trong xu hướng tuần tiếp tục cái xu hướng tăng và giá sẽ tiếp tục tăng mạnh. Còn thời điểm này là thời điểm mà chúng ta lên quan sát và chúng ta giao dịch, thì chúng ta cũng có thể TP một cái TP hợp lý thôi. Chúng ta cũng không lên TP cao hơn cái đỉnh 65.500 này, thì có thể là cái lệnh của chúng ta vào lệnh đúng, nhưng mà cái TP của chúng ta sẽ không đạt được. Đấy, thì trong tuần tới thì mình chỉ gợi ý các bạn là chúng ta tiếp tục canh buy, bởi vì xu hướng H4, xu hướng D, xu hướng tuần của BTC đều là xu hướng tăng. Chúng ta không được nghĩ đến cái chuyện bán BTC tại vùng giá này. Và trong thang phim M1 chúng ta cũng đã có một cái điểm mua trùng với cái vùng key level quan trọng của thang phim D1. Chúng ta sẽ canh buy tại vùng 58.900 này cho đến vùng 59.600. Và TP hợp lý là các bạn nên TP ở cái vùng giá 63.500, là một cái TP mình nghĩ là TP hợp lý, dễ đạt được. Và các bạn hãy SN ở thang phim H1, theo cái cấu trúc H1 thì các bạn SN ở cái vùng giá sau cái key level quan trọng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cặp vàng sâu trên USD. Thì ở cái tham phim D, chúng ta đang nhìn thấy là giá vàng đóng tuần với một cây nến D khá mạnh, đã tạo thành một cái mô hình nến đảo chiều ở cái tham phim D1. Đấy. Nhưng mà vấn đề chúng ta đang giao dịch theo cái xu hướng của tham phim H4, cho nên là chúng ta sẽ nhìn ở cái tham phim H4 để cho câu chuyện nó sẽ rõ hơn. Ở tham phim D1 này thì chúng ta tham khảo cái xu hướng, có nghĩa là xu hướng của vàng trong cái tham phim D1 này, thì mình xác nhận đây chỉ là một vùng phá vỡ giả, và xu hướng của D1 của vàng vẫn đang là một xu hướng giảm. Cái key level quan trọng của cái tham phim D1 chính là vùng 1785 này, vẫn chưa bị phá vỡ, 1786 này vẫn chưa bị phá vỡ. Đây chỉ là phá vỡ giả thôi nha các bạn nhé. Thì nhìn ở tham phim H4 thì cái key level quan trọng của tham phim D1 cũng chính là cái key level quan trọng của tham phim H4, chính là cái vùng giá 1787 này. Thì nhìn vào đây thì thoạt nhìn các bạn sẽ cảm thấy là lăn tăn, không biết là vàng đã phá qua cái key level quan trọng của xu hướng giảm H4 hay chưa. Bởi vì cây nến, có một cây nến xanh đâm rất mạnh, phá qua vùng key level này. Và sau đó là có hai cây nến pin lên top giữ giá ở trên vùng giá đó, và một cây nến pin 3 nhưng vẫn tiếp tục là nằm ở trên cái vùng giá key level quan trọng, vùng giá 1787 này. Thế nên là tại cái thời điểm giá nó như này ấy, thì mình nghĩ các bạn là chúng ta không nên giao dịch, chúng ta chờ giá phá hẳn qua. Thì chúng ta sẽ kết luận rằng xu hướng của vàng đã đảo chiều. Hai là giá vàng phá xuống, có nghĩa tạo thành cấu trúc giảm mới, thì chúng ta mới lên giao dịch. Bởi vì trong cái thời điểm mà giá vàng tại cái key level quan trọng ấy, thì chúng ta chưa biết được cái xu hướng nó được tiếp diễn hay là cái xu hướng nó đảo chiều. Cho nên là mọi nhận định của chúng ta về cái xu hướng của thị trường tại cái key level quan trọng trong cái time frame chúng ta set ấy, thì đều là 50-50. Chúng ta không dám và chúng ta cũng không thể kết luận chính xác là tại key level đó
giá sẽ tiếp diễn xu hướng hay đảo chiều xu hướng mà tại cái vùng giá đó là cái vùng giá chúng ta phải chú ý quan sát cái diễn biến giá tại cái vùng đó để chúng ta đưa ra được một cái kết luận của xu hướng thị trường và chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng thị trường thì mình nghĩ sẽ là một cái cách chúng ta giao dịch hợp lý hơn và về dài hạn chúng ta sẽ chính xác và có lợi nhuận trong dài hạn. Ok, mình sẽ cùng các bạn tiếp tục phân tích cái đoạn này. Thì như cá nhân mình và cái kinh nghiệm giao dịch của mình thì mình kết luận đây chỉ là một vùng phá vỡ giả, vì các bạn sẽ thấy một cây nến đầu tiên đâm qua cái vùng giá key level chính là cái DH4 này. Và như các bạn thấy là tất cả các cây nến phía sau đó đều không phá qua được cái vùng giá key level này. Như các bạn thấy, cây nến đầu tiên là phá qua là cây nến này. Cây nến thứ hai là một cây nến mini top vẫn nằm trong cái vùng giá, chưa vượt qua được cái vùng giá của cây nến đầu tiên phá qua đấy. Cây nến thứ ba vẫn nằm trong, cây nến thứ tư vẫn nằm trong, cây nến thứ năm vẫn tiếp tục nằm trong. Đến cây nến thứ sáu thì giá phá qua, nhưng ngay lập tức là cây nến thứ bảy lại kéo giá quay trở lại cái vùng giá này, quay trở lại cái vùng giá mà cây nến đầu tiên đã tạo ra. Nếu cây nến thứ bảy này không phải là một cây nến đỏ kéo giá lại cái vùng giá này mà là một cây nến xanh nằm ở bên trên này thì chúng ta sẽ kết luận tại tham phim H4 xu hướng đã bị đảo chiều, cái key level quan trọng đã không giữ được giá và xu hướng H4 chuyển thành xu hướng tăng. Đấy, nhưng mà vì cái cây nến số 7 này nó tiếp tục lại kéo ngay lập tức giá quay trở lại cái vùng giá của cây nến đầu tiên tạo ra này. Sau đó cây nến thứ 8, thứ 9, thứ 10 đều là những cây nến kéo giá xuống và quay trở lại cái vùng giá key level quan trọng. Thì theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì đây chỉ là một phá vỡ giả ở trong tham phim H4. Và để kiểm chứng nó kỹ càng hơn, chúng ta thử qua cái tham phim H1. Ok. Đây, mình sẽ vẽ cái vùng giá này để chúng ta qua tham phim H1. Thì như các bạn đã thấy, ở trong tham phim H1 thì giá cũng chỉ có một cây nến đầu tiên phá qua và tất cả các cây nến phía sau, giống như cái cách mình vừa phân tích ở tham phim H4, thì đều nằm trong cái vùng giá của cây nến đầu tiên này. Và có một cây nến phá qua nhưng ngay lập tức có cây nến kéo lại, phá qua rồi lại kéo lại, phá qua rồi lại kéo lại, phá qua rồi lại kéo lại. Thì đây là một trường hợp theo cá nhân mình là phá vỡ giả, nhưng mà nó nhìn rất giống thật. Thì chúng ta để biết được nó là thật hay giả thì tại cái vùng này nó có rủi ro cao, thì mình nghĩ các bạn mới chưa có kinh nghiệm thì không nên giao dịch, mà chúng ta sẽ chờ giá phá hẳn nền, chúng ta kết luận được xu hướng tăng thì chúng ta sẽ set up trong đầu một cái lệnh bài. Còn nếu giá mà phá xuống, phá qua cái cấu trúc tăng hiện tại của cái tham phim nhỏ hơn, chúng ta vào cái tham phim nhỏ hơn để nhìn được cái cấu trúc mà thấy giá phá qua được, thì lúc đấy chúng ta bắt đầu sẽ kết luận đấy là vùng phá vỡ giả thôi, và chúng ta sẽ tiếp tục đi theo cái tham phim H4 là xu hướng giảm và chúng ta bán xuống. Đấy, thì qua hai cái tham phim H4 và H1 thì mình zoom kỹ vào cái vùng giá này thì mình kết luận đây là phá vỡ giả. Và cái tuần vừa rồi thì nếu bạn nào mà có thể là sell được ở cái tham phim H1, có nghĩa là sau khi giá giật lại cái vùng này mà các bạn có thể sell được ở cái vùng giá này, các bạn vẫn luôn phải SN ở trên này nhá, chúng ta không biết chắc điều gì, chúng ta phải SN lên thì các bạn có thể sell sớm được. Còn nếu không thì những cái bạn nào mà an toàn hơn thì các bạn hoàn toàn có thể chờ giá phá qua cái key level này. Để các bạn thấy là trong cái đoạn phá vỡ giả đấy ở tham phim H1, thị trường cũng tạo ra một cái key level ở cái vùng giá 17817 này. Đấy, thì nếu các bạn nào an toàn hơn thì các bạn chờ giá phá xuống và phá qua được cái key level này thì chúng ta sẽ vào cái lệnh sell. Thì chúng ta có cái điểm entry không tốt bằng những bạn sell sớm, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái lệnh an toàn hơn, theo cá nhân mình là an toàn hơn. Bởi vì giá đã phá qua cái này, nó không thể hình thành cái mô hình hai đáy trong một xu hướng tăng, xu hướng tăng hồi của tham phim H1, mình tạm gọi là tăng hồi của tham phim H1. Thì chúng ta sẽ kết luận rằng mục tiêu giá tiếp theo chính là cái vùng giá này. Đây, mục tiêu tiếp theo của vàng chính là cái vùng giá key level quan trọng của cái tham phim H4. Và đến thời điểm này thì mình kết luận đây là chỉ là một cái xu hướng hồi của tham phim H4 thôi. Xu hướng chính của tham phim H4 vẫn là một xu hướng giảm. Và cái xu hướng tăng hiện tại của tham phim H4 chính là một xu hướng hồi. Đây, cái xu hướng hồi này nó có cấu trúc như này. Đây chỉ là xu hướng hồi của tham phim H4 thôi. Và giá trong cái tuần tới chúng ta chắc chắn là giá sẽ xác suất cao sẽ về cái vùng giá key level quan trọng này của tham phim H4 trong tham phim hồi. Bởi vì hiện tại là giá vẫn chưa phá qua được, đây chỉ là phá vỡ giả, cho nên mình tạm gọi cái xu hướng tăng này đang là xu hướng tăng hồi. Vậy bây giờ giá chưa tiếp cận đến cái vùng giá 17.50 này thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra một cái setup sell cho cái tuần tiếp theo của vàng, là đi theo tham phim H4 xu hướng giảm chính và xu hướng H1 thì
giá đang hồi về cái key level quan trọng và giá chưa đến cái vùng key level quan trọng này thì mình nghĩ rằng giá sẽ tiếp tục giảm xuống để retest cái vùng giá này hoặc phá qua. Thì trong tuần tới chúng ta sẽ set up một lệnh sell vàng và chúng ta có thể, mình gợi ý các bạn có thể canh một trong hai điểm sau. Đây, như các bạn thấy ở tham phiên H1 chúng ta có một cái key level này, hoàn toàn chúng ta có thể đợi giá retest lại cái key level này và chúng ta sell xuống. Còn nếu bạn nào có thể vào cái cấu trúc của M15, cái này mình không khuyến khích nhé, nhưng các bạn có thể vào được cấu trúc M15 thì các bạn sẽ thấy sẽ có một cái vùng giá, chính là cái vùng giá mà đáy phá qua của key level quan trọng của cái tham phiên H1 đấy. Đấy, thì đây cũng là một cái vùng giá mà chúng ta có thể canh sell khi giá vàng retest lại. Bởi vì là trong cái tham phiên của M15 thì cấu trúc của M15 hiện tại là một cấu trúc giảm sau khi phá qua, và cái key level này chính là cái key level tăng của cái tham phiên M15 trước đó. Cho nên là nếu các bạn nào có thể, nếu mà giá hồi về đây mà giá không đi xuống, các bạn hoàn toàn có thể canh sell ở cái key level của xu hướng tăng của M15 trước đó đã bị phá qua, chính là cái vùng giá 1787 này, là các bạn cũng có thể là canh sell. Thì vậy là trong tuần tới là các bạn có hai điểm canh sell và một cái TP hợp lý trong cái tuần tới, là mình nghĩ các bạn sẽ TP cái vùng về vàng về vùng giá 1750 này. Thì đấy là vàng. Thì mình nghĩ là cái tuần vừa rồi cái phá vỡ giả nó cũng sẽ gây nhiều cái hoang mang cho các bạn ở cái vùng giá phá vỡ giả này, nhưng mà theo kinh nghiệm cá nhân của mình và cũng như cái cách mình vừa phân tích thì trong rất nhiều trường hợp đây chỉ là một vùng giá phá vỡ giả và các bạn hoàn toàn xác nhận rằng cái xu hướng giảm của H4 vẫn tiếp tục tiếp diễn, và cái mục tiêu giá tiếp theo trong tuần tới là sẽ đến cái vùng giá 1750 này. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ đến với cặp GU. Thì như các bạn đang thấy ở tham phiên H4 thì giá của GU đã tiến đến cái vùng giá key level quan trọng của tham phiên H4, chính là cái vùng giá 1.374445 này. Thì đây là cái key level quan trọng của tham phiên H4. Thì như mình nói trong cái đoạn trước khi nhận định cái con vàng, cặp vàng, thì mình nói rằng tất cả mọi nhận định tại cái vùng giá key level quan trọng đều là 50-50. Chúng ta sẽ phải chờ xác nhận nếu giá phá qua key level quan trọng của xu hướng giảm thì có nghĩa là xu hướng đảo chiều. Còn đâu chúng ta không thể kết luận rằng cái xu hướng chắc chắn sẽ tiếp diễn ở cái vùng giá key level quan trọng này. Bởi vì ở cái vùng giá key level quan trọng này thì đây là cái vùng giá mà chúng ta sẽ phải quan sát thật kỹ để chúng ta có thể đưa ra quyết định vào lệnh. Nếu giá không phá qua được mà có những dấu hiệu lớn tiếp diễn của xu hướng giảm thì chúng ta sẽ vào lệnh sell. Còn nếu giá mà phá qua thì chúng ta sẽ phải thay đổi tư duy là xu hướng của H4 từ giảm đã chuyển thành tăng và chúng ta sẽ lại phải canh ba. Hiện tại giá đang ở đây. Thì trong cái tuần trước là mình có gợi ý các bạn là khi giá vàng đến đây thì các bạn sẽ chờ giá hồi lại cái vùng đáy cũ này các bạn sell. Đấy, nhưng nếu bạn nào mà sell lệnh limit thì hoàn toàn các bạn có thể bị SN. Còn nếu các bạn nào mà giao dịch theo cấu trúc thị trường xét xác nhận của cái xu hướng ở tham phiên H1, khi xu hướng tăng của chúng ta tham phiên H1 mà kết thúc thì lúc đấy chúng ta vào lệnh sell là an toàn nhất, thì các bạn sẽ không vào được lệnh sell ở đây. Đây, và đây là cái SN mình gợi ý các bạn. Thế cho nên chúng ta thấy cái SN rất quan trọng trong bất cứ tình huống nào, mặc dù nhận định của chúng ta có tin tưởng là cái xác suất đúng cao đến đâu thì chúng ta vẫn phải luôn có SN và quản lý vẫn tốt để đảm bảo được cái tài khoản của chúng ta sẽ tăng trưởng về dài hạn. Đây, ở trong tham phiên H1 thì các bạn có thấy GU di chuyển như thế này. Này GU đi sideways hơi nhiều. Đây là tham phiên H1 của GU. Thì như các bạn thấy, nếu ở cái vùng giá này mà GU là tại thời điểm của tuần trước thì cặp GU có cái key level quan trọng của cái tham phiên H1 ở đây. Vậy là khi nào mà giá chưa phá qua đây được thì trong tham phiên H1 cái xu hướng tăng hồi vẫn tiếp diễn, và chúng ta phải đợi xác nhận khi giá phá qua được đây thì chúng ta vào lệnh sell. Theo cái hợp lưu của tham phiên H1 và H4 thì sẽ là một cái lệnh có tỷ lệ chính xác cao nhất. Đấy, thì hiện tại thì cặp GU đang di chuyển vẫn là một cấu trúc tăng, và cái key level quan trọng ở tham phiên H1 cặp GU chính là cái key level này. Như vậy hiện tại GU đang tiến đến cái vùng giá key level quan trọng của tham phiên H4, và hiện tại là giá vẫn chưa phá qua được. Ở cả tham phiên H4 và H1 chúng ta đều thấy là giá chưa phá qua được. Đây, ở H4 thì chúng ta chỉ nhìn thấy một cái dấu lến, và ở tham phiên H1 thì chúng ta thấy có một cái lến phá qua cái vùng giá key level quan trọng, nhưng ngay lập tức lại có cái lến đỏ kéo vào, một cái lên lên xanh phá lên một chút, lại có cái lên đỏ kéo vào. Thì nhìn như thế này thì
các bạn sẽ thiên về cái phương án là chúng ta sẽ vào một lệnh sell, bởi vì chúng ta thấy là trong tháng phê ở 1 là có cái phá vỡ giả đấy. Thì nhưng để an toàn thì mình nghĩ là các bạn nên chờ giá xác nhận phá qua, bởi vì xu hướng H1 đang là một xu hướng tăng, H4 là một xu hướng giảm và H1 đang là xu hướng tăng. Thì các bạn để an toàn, các bạn hãy chờ giá phá qua cái vùng giá key level quan trọng của xu hướng tăng H1, chính là cái vùng giá 1.3665 này. Sau đó các bạn sẽ canh sell theo cái sự hợp lưu của tham phim H4 và H1 thì mình nghĩ sẽ an toàn nhất và cái tỷ lệ thắng nó cao nhất. Còn ở vùng giá hiện tại này, các bạn nên chờ xác nhận, nếu giá phá lên thì chúng ta sẽ tiếp tục canh bài theo cái xu hướng của H1. Còn nếu giá phá xuống, phá qua cái key level quan trọng của tham phim H1 này thì lúc đấy chúng ta hãy vào canh sell. Hoặc các bạn nếu thiếu kiên nhẫn hơn thì mình có thêm một cái chút gợi ý cho các bạn ở cái vùng giá này. Thì các bạn thấy đây là một cái key level quan trọng ở một cái time frame nhỏ hơn. Đấy, thì nếu các bạn vào cái time frame nhỏ hơn, các bạn sẽ thấy đây sẽ là một cái key level quan trọng của cái time frame nhỏ hơn. Thì nếu các bạn muốn sell thì ít nhất nhé, mình nói ít nhất là các bạn phải chờ giá phá qua được cái vùng giá này, phá qua được cái vùng giá 1.3731 này dứt điểm. Thì các bạn hãy vào lệnh sell và các bạn có thể TP hợp lý, TP gần nhất là cái xác suất các bạn ở TP là cao nhất, là các bạn TP đến cái vùng giá key level này là các bạn an toàn nhất. Đấy, nếu các bạn muốn sell ngay thì các bạn cũng phải chờ giá phá qua cái vùng giá này và chúng ta sẽ TP ở đây. Đấy, sau khi nếu mà giá TP rồi mà giá tiếp tục phá qua thì lúc đấy chúng ta hoàn toàn tự tin có thể canh sell một lệnh dài theo cái time frame H4. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục TP về cái vùng giá key level này. Đây là một cái vùng giá mà chúng ta hoàn toàn có thể TP trong tương lai. Đấy, nếu mà giá phá qua được cái key level quan trọng của tham phim H1, chuyển cái xu hướng tăng của tham phim H1 thành xu hướng giảm thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện một lệnh sell và TP dài xuống đến cái vùng đáy cũ này trong tham phim H4. Thì tuần mới chúc các bạn giao dịch luôn tự tin vào cái nhận định của mình và đạt được kết quả cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.